thân thế và sự nghiệp. Đức cố Quảng Tiến đồ Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, ông là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa, 1867 đến 1873 trong lịch sử Việt Nam. Ông Trần Văn Thành sinh ra trong một gia đình trung nông ở ấp Bình Phú, Cồn Nhỏ, làng Bình Thành Đông, Tổng An Lương, huyện Đông Xuyên, tỉnh Châu Đốc nay thuộc ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông trưởng thành và hoạt động dưới triều đại Thiệu Trị và tự đức từ khoảng năm 1841 đến 1873. 2. Thời loạn đầu quân giúp nước Năm 1840, ông Trần Văn Thành gia nhập quân đội nhà Nguyễn giữa lúc nạt ông Đôn, em vua Cao Miên, nhờ có Sim La giúp sức, đã khởi quân chống lại cuộc bảo hộ của Việt Nam. Nhờ có sức khỏe, giỏi võ nghệ, khá thông thạo chữ nghĩa, nên ông được cử làm suốt đội chỉ huy khoảng 50 lính, từng đóng quân ở chân lạc Campuchia. Dưới thời thiệu trị, ông từng đem quân đánh dẹp phe nổi dậy ở láng cháy tri tôn năm 1845. Sau khi lập được nhiều công lao, ông được thăng làm chánh quản cơ, coi năm trăm quân đóng quân ở châu đốc để giữ gìn biên giới phía tây nam. Năm 1846, nặc ông Đôn quy phục nhà nguyễn. Cuối năm đinh mùi 1847, xét thấy tình hình biên giới tây nam đã ổn định, thực hiện chính sách triều đình cho giải ngũ một số binh sĩ, trong đó có cơ biển của trần văn thành. Trước khi về lại quê nhà, ông được ban thưởng nhiều phẩm vật cùng một tờ chiếu khen là quảng cơ tình bình. 3. Giải ngũ về quê góp phần khẩn hoang, tu học Giải ngũ, Trần Văn Thành cùng gia đình đến cư ngụ tại khu vực chùa Huê Viên còn gọi là chùa Vườn Bông, nay thuộc xã Phú Bình, huyện Phú Tân. Năm 1849, Trần Văn Thành gia nhập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương do Phật Thầy Tây An, sáng lập năm 1849. Từ 1851, khi Đức Phật Thầy bị bắt buộc phải đến tu tại chùa Tây An Châu Đốc, nghe lời Thầy, ông mang vợ con rời cồn nhỏ Bình Thạnh Đông đến vùng nhà bàn sau này, rồi đến Láng Linh Châu Phú lập trại ruộng để lo việc khẩn hoang. Nước nhà bị ngoại xâm, trở lại quân ngũ. Tháng 2 năm 1861, Đại đồng chí Hòa thất thủ, sau đó quân Pháp lần lượt đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, vua tự đức liền ra lời kêu gọi các sĩ dân nơi đây cùng hợp tác chống ngăn quân xâm lược. Hưởng ứng lệnh vua, Trần Văn Thành trở lại đội ngũ. Sau khi đi Pháp chụp lại ba tỉnh miền Đông Nam kỳ thất bại, năm 1865, Phan Thanh Giảng được cử làm kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây Nam kỳ. Do sức ép của Pháp, triều đình lệnh cho ông Giảng phải lùng bắt Võ Duy Dương còn gọi là Thiên Hồ Dương, và ông Giảng đã phái Trần Văn Thành thực hiện nhiệm vụ này, nhưng ông chỉ làm cho lấy có. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, quân Pháp chiếm thành Vĩnh Long. Sau đó, một đoàn tàu chiến do Trung tá Hải quân Gây Ly cầm đầu, tiến lên huy hiếp thành Châu Đốc. Buộc Tổng đốc Phan Khắc Thận phải đầu hàng, tỉnh An Giang mất ngày 22 tháng 6 năm 1867. Để cứu nguy nước nhà, Trần Văn Thành tự tổ chức dân binh đắp cảng ở quê nhà cồn nhỏ để ngăn quân Pháp. Đồng thời mang quân qua phía rạch giá, hỗ trợ cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Thủ lĩnh trung trực đánh chiếm được đồn kiên giang mấy ngày thì bị quân Pháp tổ chức phản công. Lập tức, Trần Văn Thành cho quân, có đồng đảo đồng bào núi sập tiếp sức đắp cạn ở Ba Bần, trà kia nay đều thuộc huyện Thoại Sơn để ngăn cản tàu chiếm Pháp đi tái chiếm tỉnh Lị Rạch Giá. Ngoài ra, ông còn can dự vào việc giết viên chủ tỉnh Vĩnh Long ở Vũng, Liêm. Cuộc cản phá thất bại, Nguyễn Trung Trực bị đánh thua rút quân ra Hòn Trông, nay thuộc Kiên Lương, còn trần văn thành thì dẫn lực lượng của mình vào láng linh dựng trại khẩn hoang làm ruộng luyện quân và rèn đúc vũ khí để chuẩn bị làm cuộc đánh đuổi ngoại xâm 4. tổ chức kháng pháp ở láng linh láng linh một cánh đồng rộng trũng vẹn rộng bao la thời nhà nguyễn đất này thuộc huyện tây xuyên phủ tuy biên tỉnh an giang nay nằm trên địa bàn các xã thành mỹ tây đào hữu cảnh bình phú nay đều thuộc huyện châu phú tỉnh an giang xưa kia nơi đây có nhiều đầm lầy, đế sậy và vô số cây thưa vì thế mà thành tên cục khởi nghĩa. Lại ít có khen rạch thông vào. Theo lời kể của nhân dân và tư liệu cũ thì căn cứ chính của khởi nghĩa bảy thưa là Hưng Trung Doanh, nay thuộc ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú. Xung quanh có các đồn làm tuyến ngăn cản đối phương như đồn Cái Môn, đồn Lương, đều thuộc thành Mỹ Tây, đồn Dòng Nghệ Vĩnh Hanh, Châu Thành, Trạm Canh Ông Tà Tà Đảnh, Tri Tôn đồn hờ ở vàng rạch cái dầu châu phú, vân vân. Xem thêm bản đồ chiến khu bảy thưa. Mỗi đồn đều được trang bị súng thần công, súng điểu thương, hỏa hổ, với khoảng 150 nghĩa quân phòng thủ. Trần Văn Thành phất cờ chống Pháp vào khoảng tháng 8 năm 1867 và lấy tên binh gia nghị đặt cho đội quân của mình. Theo tờ trình của Pháp năm 1870, thì lúc bấy giờ lực lượng của ông Trần Văn Thành có khoảng 1.200 nghĩa quân bao gồm một số quân triều và nghĩa dân trong đó phần đông là tín đồ bửu sơn kỳ hương để củng cố thêm thế lực, ông Trần Văn Thành cho người đến liên hệ với Vô, thủ lĩnh kháng pháp ở Campuchia. Nhưng vì ông này cũng đang gặp khó khăn nên việc liên kết không mấy hiệu quả. Ngoài ra, ông còn cho người sang Simla và Cao Miên để mua súng đạn nhưng không thành công vì hai nước ấy không muốn nhúng tay vào Việt Nam kỳ ẻ mất lòng Pháp. Cuối năm 1868 các phong trào kháng pháp tại Nam Kỳ đã bị tan rã gần hết. Lực lượng Trần Văn Thành lâm vào thế cô và ông trở thành nhân vật bị Pháp truy nã, treo giải thưởng cao. Năm Bị tấn công và mất Năm 1871, một cộng sự của Pháp là Trần Bá Lộc thử hành quân vào Bảy Thưa, nhưng chẳng thâu được kết quả do sình lầy. Bốn phía lau sậy mù mịt, thỉnh thoảng bị phục kích. Sang năm 1872, nhờ lời khai của nghĩa quân ra hàng và mật thám thăm dò được, thực dân quyết định mở cuộc càn quét lớn vào bảy thưa. Tuy nhiên mãi cho đến năm sau, họ mới phát lệnh hành quân. Bắt đầu từ tháng 3 năm 1873, thực dân Pháp cho quân đánh phá đồn hờ ở rạch cái dầu thuộc Châu Phú và uy hiếp đồn nghệ, thuộc xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang rồi kéo dần vào rừng. Họ nã Đại Bác vào phía trước và cho dân dọn đường phía sau. Qua năm ngày chiến đấu, quân Bảy Thưa lui dần quân Pháp không tiến mau được vì ngột nắng và sợ đĩa. Ngày 19 tháng 3, hải quân Pháp từ Châu Đốc tiến vào đánh đồn Cái Môn, nay thuộc xã Thành Mỹ Tây, huyện Châu Phú. Tuy có hào sâu nhưng vì súng của nghĩa quân bắn không được xa, phát nổ phát không, nên chẳng bao lâu quân Pháp tràn vào được trong đồn. Cùng ngày ấy, tàu chiến Pháp đâu tại vàm rạch mặt cần dương nay thuộc Châu Thành, An Giang, ngoài sông Hậu rồi cho quân dùng xuồng nhỏ vào ngọn rạch mặt cần dương nay thuộc châu thành an giang để tiến tới ngọn hang tra là nơi trần văn thành đang chỉ huy chiến cuộc biết mình đang bị bao vây và người pháp có vũ khí hữu hiệu nhưng trần văn thành và nghĩa quân vẫn cương quyết đối phó trước hỏa lực mạnh mẽ của đối phương dù cố gắng chống trả nhưng chỉ vài giờ sau thì quân bảy thưa cũng bị đánh tan cũng theo sơn nam thì sau trận này bên nghĩa quân có 10 người chết năm người bị thương 15 người bị bắt sống Ngoài ra, họ còn bị đối phương chiếm đoạt 16 súng, 70 cây đao, nhiều gạo cùng ghe xuồng. Xong trận, quân Pháp nổi lửa đốt tất cả dinh trại, phá hủy hết các lò đốt vũ khí. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam thì ông không tử trận. Sách viết, sau khi bản doanh Hương Trung bị tàn phá, thất bại nặng, ông rút lui vào chiến khu và mất tích đến ngày nay.